Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Trợ Sắt Hải Phòng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về hộp toolbox, hay còn gọi là hộp đựng công cụ dành cho các anh em kỹ thuật sử dụng để đựng dụng cụ, các cái đồ dùng để sửa chữa cho gọn gàng mỗi khi phải di chuyển. Thì đây là chiếc hộp đựng 15 inch, kích thước cụ thể là 380 x 200 x 180mm. Và bây giờ thì mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem. Chiếc hộp toolbox này thì phía trên có một chiếc quai sách. Hai bên thì có hai cái hộp nhựa nhỏ, anh em có thể sử dụng để đựng ốc vít hoặc là mũi khoan ở đây. Còn đây là phần nắp khóa, để mở nó ra thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đây là một kiểu thiết kế rất là thông minh và rất là chắc chắn. Bên trong chúng ta có thêm một cái lớp ngăn, anh em có thể đựng các loại tô vít hay là cờ lê nhỏ ở đây. Phía dưới thì khá là rộng, ở đây thì anh em có thể đựng rất nhiều cái công cụ lớn hơn như là búa, mỏ lết, kìm, vân vân. Ngoài ra nếu anh em đựng những cái vật to hơn thì có thể bỏ cái phần lắp ngăn ra như thế này. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong với các bạn hộp đựng công cụ dành cho anh em kỹ thuật. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt lên trong phần mô tả của video để các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.